giờ diễn biến là dịch bệnh là đi ra nào, anh chỉ cần ra ngoài anh không đeo khẩu trang là anh đã bị nhiễm rồi. Anh còn không đeo khẩu trang mà anh còn ra đây, anh còn mở khẩu trang ra đó. Chó bất đồ cho chó ăn, còn đi vào thì đâu có được. Thế cái con chó đó qua anh hả? Dạ không. Chứ sao anh không phải qua anh qua anh bức anh dục đồ đó bức. Làm gì mà đi thả ra ngoài đường ngoài lề đây? Dạ, chó nhà bức đồ lên cho nó ăn thôi, đi vào anh đâu đi lang thang ngoài đường đâu. Anh không đi, anh đi là lề đường ngoài đường, anh nói không đi lang thang ở trong hạm. Biết đâu biết là nó sai chẳng lỗi đâu, có gì chẳng có cái xin lỗi. Nghe bộ y tế không có hả? Chở gáp à, chở tao à.